Sao lại là gái mà không là con trai? Trời ơi, cô coi kỹ lại đi cô. Dạ thưa, nó là gái mà. Không, không thể là gái được, mà phải là trai. Kìa bà, cô biết không, nhất định nó phải là trai mới được. Phải là trai mới được. Bà, tôi xin bà hãy bình tĩnh lại. Tôi hiểu, cha mẹ nào cũng muốn đứa con đầu lòng của mình là trai cả, tại vì ảnh hưởng của tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng thưa bà, không, không phải như vậy. Tôi không có quan niệm lỗi thời đó. Tôi muốn sinh con trai gì? Vì một lý do, bên chồng tôi muốn tôi phải sinh trai. Nếu trai lại thì tôi sẽ mất tất cả. Còn ông nhà thì sao? Chồng tôi cũng vậy. Anh ấy đã nói, nếu tôi sinh gái, anh sẽ lấy vợ nhỏ và ly dị tôi. Cô ơi, tôi là một đứa con gái nghèo, khó khăn lắm tôi mới được nhận làm dâu trong một gia đình thế việc trăm anh. Tôi không thể nào để mất với đứa con này. Trời ơi, tại sao là gái? Bình tĩnh lại, bà đừng quá xúc động. Bà chưa quá lo âu, sức khỏe của mình là trên hết. Chuyện trai hay là gái để từ từ, tôi nghĩ ông nhà sẽ thông cảm. Không, không có chuyện ấy đâu. Tôi biết tánh của chồng mình. Con tôi đâu rồi? Cô bồng đến cho tôi coi. Nó đang nằm ngủ trong nuôi. Bà coi nè, nó đang mỉm cười. Có lẽ nó đang nhìn mẹ nó trong mơ. Tại sao? Tại sao như thế này? Chồng tôi sẽ... Cô ơi, bà ơi, cô giúp tôi đi. Tôi không thể nào có một đứa con như thế này được. Cô có biết không? Cô có biết không? Nhưng đây là sự thật mà. Tôi không muốn có cái sự thật cay nghiệt này. Cô cứu giùm tôi đi. Cô cứu giùm tôi đi cô. Tôi lại cô mà. Tôi làm sao giúp được bà? Hay là cô đem nó cho ai đó đi. Hả? Rồi nói là tôi đã sảy thai. Còn trẻ mà, tôi sẽ sanh đứa khác. Tôi quên báo cho bà biết là sau lần phẫu thuật này, bà không còn khả năng sanh đẻ nữa. Hả? Cô nói gì? Trời ơi, cô vừa nói là tôi không sanh được đứa sao? Nguyên nhân gì thì tôi không được biết, nhưng theo bác sĩ nói thì đúng như vậy. Bà xem bệnh án thì sẽ rõ. Tôi không tin. Tôi không tin. Tin hay không là tùy ở bà. Thôi, tôi xin phép để bà nghỉ ngơi. Y tá, cô đừng đi. Cô giúp tôi đi. Đây nè, sợi dây chuyền và chiếc nhẫn này, cô nhận đi. Cô nhận đi rồi giúp giùm tôi. Xong việc tôi sẽ đưa thêm cho cô nữa. Cứu giùm tôi đi cô ơi. Nghĩa là bà muốn tôi đem cho đứa bé này à? Đúng. Mà không được. Tôi không còn có thể sinh con nữa mà. Cô ơi, tôi sẽ đưa cô một số tiền lớn. Tôi một đứa bé trai đi cô. Được không cô? Thưa bà, việc này tôi... Tôi lại cô mà. Được như vậy là cô cứu cả đời tôi đó. Tôi mang ơn cô suốt đời. Cô ơi, cô cố gắng giùm đi cô. Hoàn cảnh của bà thật là khó xử. Tôi sẽ cố gắng. Còn cái số nữ trang này đó, bà cứ giữ lại đi. Không, cô không nhận tức là cô từ chối đó. Tôi sẽ giúp bà, nhưng không bảo đảm là thành công hay không, nên nhận. Thành công mà. Phải thành công mà. Được rồi, bà yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng. Cố gắng giúp tôi nghe cô. Tôi lại cô đó. Đứa bé ấy là con. Phải, là con. Trời ơi, thì ra con là giọt máu rơi mà người ta đã lỡ tạo ra.
để rồi trở thành là một thứ quan gia đời đời khinh bỉ. Má, nếu không có má ra tay nuôi dưỡng thì giờ đây thân con không biết phải trôi dạt đến phương nào. Má ơi, hy sinh của má như biển rộng sông dài, má đã phí bỏ cả một thời xuân sắp để cứu vớt cuộc đời của một đứa con rơi. Trong khi máu thịt của mình thì mình lại bỏ đi, nước lã người dân thì lại rước vào. Chẳng qua vì quyền lợi riêng tư, họ lại chối quanh đổ thừa cho hoàn cảnh. Thật ra má của con cũng rất thương con lắm Trinh à. Chẳng qua má, má không phải biện minh cho họ. Trên đời này con chỉ có một người mẹ duy nhất là má thôi má à. Trinh à, tuy rằng hiện giờ con đã không, nhưng hoàn cảnh của cuộc đời con chưa được nếm qua mùi cay đắng. Nếu mọi việc trên đời đều mắt khổ phẳng lặng thì thế gian nào khác với thiên đường. Chính những cơn sóng gió loạn cuồng đưa đẩy thuyền đời lên đến trôi dạt, tạo ra những cánh đời khóc hận đừng dội lên án má con khi con chưa hiểu rõ tận tường sự việc. Thân phận đàn bà sống trong thời tao loạn không dễ giữ mình trên đường đời đầy cấm bẫy gai chông. Trên má con nói đúng, thú thật là cậu không có cảm tình với bà má ruột của con, nhưng mà cậu cũng thấy con không nên trách hờn má con như vậy. Cậu Út, con biết cậu ghét con lắm, tại con mà má con phải khổ. Tao ghét bay hồi nào? Tao ghét là tao ghét cái bà đẻ ra bay, tạo ra mà không dưỡng nuôi. Bay biết không, má của bay nè có một người chồng sắp cưới ở dưới quê, chờ chỉ ra trường làm mổ heo làm đám cưới. Chỉ lên đây chỉ học làm mụ 3 năm, đùng một cái dắt về một đứa con nuôi. Bà con lối xóm thầm xì lỗ tai tao muốn điếc. Đàn trai vội vã rút lui, thế là má bay ở giá nuôi con. Tao giận quá tao đuổi chỉ luôn, rồi từ đó chỉ không về quê nữa. Tao giận mà tao nói cho đã miệng, chớ tình chị em tao dứt bỏ sao đành. Tao giận là giận người lớn không có trách nhiệm, con nít tội tình gì. Thương không thương thì thôi chứ ai nỡ ghét. Cậu Út, cậu biết chuyện này lâu rồi phải không cậu? Ban đầu tao cũng đâu có biết, nghe chị hai nói xin đứa con nuôi, tao tá quả tầm tình nữa chứ. Ai đời con gái mà đi xin con nuôi. Sau này có một bữa tao lên tao thăm má bày, cái vô tình tao nghe được cái cuộc nói chuyện giữa cái bà má ruột của bày với má mày đây nè, tao mới te ngựa. Thì ra chị hai đây chỉ thương người mà chỉ bị tiếng quan,
Gái không chồng mà có con mới khổ chứ. Nhưng mà người đàn bà đó là người đàn bà nào vậy hả cậu? Thì còn ai nữa? Cái mụ đàn bà nhà giàu đó. Đàn bà ó đầm. Cậu im chưa? Chết. Trời ơi, bậy quá. Cậu xin lỗi con nha Trinh. Dù sao cũng má ruột con mà. Con cảm ơn cậu. Cậu đã nói lên những điều mà con không dám nói, nhưng đó là sự thật. Đó, chị thấy không? Con Trinh nó cũng... Thôi cậu nín đi. Cậu không thấy con Trinh nó đang nát ruột hay sao? Vết thương đang rỉ máu, cậu còn cào cấu cho đến khi nó gục ngã cậu mới vừa bụng hay sao? Ai làm kỳ vậy? Cậu chỉ tưởng tôi không thương nó sao? Không phải vậy đâu nha Trinh. Cậu... Cậu Út, con hiểu cậu mà. Má, má nằm nghỉ, cho con với cậu Út ra ngoài một chút. Trinh à, con... Má yên tâm, con là con của má mà. Con không làm gì để cho má buồn lo đâu. Mình đi nghe cậu. Trung à, em sắp có xui rồi đó. Chững chạc lại đi, ăn nói lựa lời, hãy nghĩ tới cái hậu quả của nó. Chị nói vậy mà em có hiểu không? Hiểu, hiểu mà. Chị sợ tôi nói này nói kia con Trinh nó buồn chứ gì. Chị yên chí đi. Má lúc nào coi tao còn ở trồn tắm sông không? Vậy thì cậu với con đi ra ngoài này, cậu kể cho con nghe chuyện tắm sông đi. Đi cậu. Chị Phương. Ủa à, chị Mai, hồi nãy giờ tôi đứng ở bên ngoài. Vậy là chị đã... Phải, tôi đã nghe tất cả. Cũng tại cái thằng em của tôi nói bậy. Xin lỗi nghe chị Mai. Cây kim trong bọc vải, trước sau gì nó cũng loài ra mà chị. Chỉ có điều là tôi chưa kịp thực hành ý định của tôi. Chị muốn nhận con Trinh là con nuôi à? Phương pháp này đã thất bại rồi. Con Trinh nó không bằng lòng, mà ông xã tôi thì ông cũng không chịu. Cho nên tôi muốn là cưới nó cho con trai tôi. Bên ngoài tôi với nó là nàng dâu mẹ chồng, nhưng ai biết được trong lòng tôi với nó là mẹ con ruột thịt. Biện pháp này thật là hay. Được rồi, chúc chị tiến hành thuận lợi. Cũng cần chị giúp một tay mới được. Tôi sợ nhất là sự quyết định của con Trinh. Tôi biết là nó rất yêu thương chị, cho nên có thể là nó sẽ ngần ngại đó chị. Đúng là tình cảm của chúng tôi rất là gắn bó, nhưng nó biết nghe lời dạy bảo của tôi. Chị yên tâm đi, mai dắt cháu đến nhà, chuyện này tính càng sớm càng hay. Tôi thật là vui khi biết chị đồng tình. Được, tôi sẽ về lo cưới gấp cho xong. Dạ, chào dì Mai. À Trinh à, cậu Út con đâu rồi? Dạ, cậu ấy gặp người bạn cũ, hai người rủ đi nhậu rồi. Vậy là yên tâm rồi. À dì Mai à, hồi nãy con nghe nói dì định làm đám cưới cho ai vậy? À dì có một thằng con trai, dì định cưới vợ cho nó đó. Dì Mai có hoàng tử mà giấu kỹ ghê ha. Phải rồi, dì sợ mấy cô gái xấu xí như cháu đây bắt cóc chứ gì. Dì đang muốn con bắt cóc nó đó, con chịu không? Không dám đâu dì ơi. Má con cháu cơm ngày hai buổi không có no nữa, làm sao dám bắt cóc hoàng tử của dì được. Trinh à, dì nói thật, nãy giờ dì đang bàn với má con á, là định con cho con trai của dì đó. Hả? Má. Đúng vậy đó con. Má thấy... Xin lỗi má. Xin lỗi dì Mai. Con... Dạ con... Con chưa muốn có chồng. Trinh à, con nghe má nói nè. Con của dì Mai đây á, tương lai nó sẽ là bác sĩ. Cuộc đời con sẽ... Má, dù cho kỹ sư, bác sĩ hay giám đốc, khi mà con chưa muốn lập gia đình á, thì tất cả chỉ là con số không. Thôi được rồi. Má bảo con chọn một người mà con chưa hề quen tên biết mặt đi làm chồng thì thật là vô lý lắm, phải không? Phải vậy không chị Phương? Phải à. Mai mốt dắt cháu qua chơi nha chị.
Được rồi, thôi tôi về nghe chị. Đây nè, đây là ít quà của tôi. Chị ráng dưỡng bệnh để dự đám cưới của con trai tôi chứ. Dì về nghe con. Dạ. Dì tin rằng khi gặp thần quân của dì, cháu sẽ thay đổi ý kiến thôi. Dì về nha. Quân, lẽ nào chắc là trùng tên thôi. Trinh à, Trinh. Dạ. Lại đây má biểu coi, con nghĩ gì mà như kẻ mất hồn vậy? Má, bộ con của dì Mai tên Quân hả má? Má đâu có biết. Kể từ bữa đó má không hề hỏi đến nữa. Bữa đó là bữa nào vậy má? Cái hôm mà má với dì Mai con gặp lại nhau đó. Bạn thân xa cách 7-8 năm rồi mới gặp lại. Hai người thân nhau như vậy ừ, mà con của dì Mai má chưa hề gặp mặt, thậm chí không biết tên nữa là sao? Mỗi người mỗi việc, ai cũng đầu tắt mặt tối lo việc sinh nhai, có thời giờ đâu mà tới lui thăm nhau con. Má nói như vậy thì tại sao dì Mai thường qua đặc biệt lui tới viếng thăm, còn đưa tiền hay quà vật cho má luôn? Thì đó chẳng qua nhà ta thường lâm cơn túng ngặt, mà dì ấy thì có tiền dư nên giúp đỡ bạn bè thân. Vì tình nghĩa bạn bè mà giúp lẫn nhau. Vả lại có một điều mà má chưa kịp nói với con. Má và dì Mai á đã từ lâu hai bên hứa hẹn, khi hai đứa lớn khôn sẽ làm lễ thành hôn. Trời đất, sao má lại hứa như vậy? Má biết thời bây giờ chứ đâu có phải thời phong kiến mà áp dụng câu cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Má với dì Mai hứa với nhau chỉ là sự mơ ước thôi. Nè, con nghĩ coi, hai người bạn thân nhau từ nhỏ, khi lớn lên lại được vui với nhau thì phải là vui vẻ lắm không con? Má, nhưng mà con... Má đâu có buộc con phải tuân theo ý định của má đâu. Hôn nhân là quyền lựa chọn của con mà. Nhưng không lẽ con cấm má giới thiệu người cho con lựa chọn hay sao? Má à, nhưng mà hôn nhân á đâu có phải là mua gà hay bán vịt đâu mà chọn với lựa. Má không nghe người ta thường nói sao? Ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công. Con cũng tin vào duyên số nữa sao? Dạ tin chứ. Và con chính thức báo tin cho má biết là con đã có người yêu rồi. Hả? Con có người yêu rồi? Dạ đúng. Người ấy rất yêu con và con cũng rất yêu người ấy. Ôi, tại sao mà số kiếp cứ trớ trêu như vậy chứ? Má, má giận con hả? Không. Vậy chứ làm sao? Má là giận tại sao con có bạn trai mà không cho má gặp mặt. Tại con mới quyết định hôm nay thôi. Từ trước tới giờ con chỉ coi anh ta như bạn à. Vậy thì ngày mai cho má gặp mặt được chứ? Sẵn sàng, con đi cho anh hay tin liền. Con chào má. Thôi thì đành xuôi theo số mạng. Hỡi người yêu, trái tim anh ngày đêm nhớ rằng cách mặt nhau nhớ em trong lòng tê tái. Phút gặp nhau em đẹp sao, đôi môi em cười, lần đi em đôi mắt em xanh biếc xanh. Biết làm sao vắng em anh buồn như thất tình, nói gì đây phút giây đôi mình xa cách. Về em bao ngày qua muôn điên lên rồi, trời vắng em ôi cuộc đời là mùa đông. Cuộc tình từ đây như là mây như là mưa, sao được về đâu sẽ yêu nhau muôn đời sau, ta kể nhau chẳng phải nhạc tình. Tình mộng mơ như là thơ như là thơ, trói em và anh có em anh như có mùa xuân tươi thắm. La 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 la. Ba mà vui quá vậy con,
chia sẻ với ba được không? Nỗi buồn thì người ta chia, còn vui thì ít có ai chịu chia lắm ba ơi. Không lẽ cha con mà lại ích kỷ với ba như vậy hay sao? Con đâu có ích kỷ với ba, tại vì niềm vui này khó mà chia sẻ với ai được, bởi vì đó là tình yêu đó ba. Ba hiểu, ba hiểu. Thôi được rồi, bây giờ ba không chia sẻ tình yêu với con, nhưng mà ba có quyền biết con dâu tương lai của ba chứ. Dĩ nhiên, đó là bổn phận của con mà. Nhưng bây giờ thì chưa được, vì... À, ba biết, ba biết. Thôi, bao giờ đến lúc đó đó, phải cho ba biết trước để ba chuẩn bị tinh thần chứ. Dạ, ba yên chí đi ba. May quá, có mặt cha lẫn con ở đây. Mời cha con ông ngồi xuống cho tôi đưa bàn chút chuyện coi. Chà, cái gì mà có vẻ trịnh trọng quá vậy bà. Ông à, ông thấy là thằng Quân năm nay đã lớn, nó giống ông nên học giỏi, nó còn giống tôi cái số đã. Rồi mà coi con gái nó theo rần rần, nhưng hễ yêu ai chỉ một mà thôi, và sống hoài đến tóc bạc răng long, như má dưới ba mấy mươi năm mà vẫn vậy. Nè, đừng có tên bốc lẫn nhau, bài quá cao coi chừng té què vô. Ba của mày hả, chỉ gieo khổ cho người ta. Trái tim mong ấy một lúc nhốt mấy bà, nhưng cuối cùng chỉ có một bà thôi. Đó là nhờ tôi sanh cho ông thằng quý tử, nếu không tôi không biết lành hay dữ nữa. Thôi bà nhắc chuyện cũ làm chi. Bây giờ đây bà muốn nói gì? Tôi muốn cưới vợ cho thằng Quân. Trời đất, con không có chịu đâu à nha. Má à, má ơi, con còn đang đi học, đợi ra trường có muộn màng đâu. Cưới vợ mà cần gì đợi phải ra trường hả con? Cưới thì cưới, học học có sao đâu. Nhưng mà con đã có bạn gái rồi, hẹn ra trường sẽ cưới nhau. Sao? Mày nói cái gì? Mày có bạn gái hả? Dạ, con với cô ấy rất hiểu nhau mà. Mày có bồ bịch hồi nào? Sao mày không nói cho tao biết vậy? Bà này lạ chưa? Nó có bồ, chứ bộ bà có bồ sao bà cần cho bà biết? Nhưng tôi là mẹ của nó mà. Thì tôi cũng là cha của nó. Làm cha làm mẹ rồi có quyền nhảy xổm vô cái chuyện riêng tư của con cái hay sao? Ông bắt thang cho nó leo đó hả? Con cái mà đã lớn rồi, nó có khoảng trời riêng của nó. Nhưng mà cái chuyện hôn nhân của nó, không lẽ tôi không có quyền có ý kiến hay sao? Dĩ nhiên là phải có rồi, đó là trách nhiệm của mình mà. Vậy sao ông ngăn cản tôi chứ? Con của mình nó chưa nói là sẽ cưới ai, tụi nó quen nhau, đang trong thời kỳ tìm hiểu, làm sao nó cho mình biết được. Ông quá là vô trách nhiệm. Rủi con mình nó bị con nhỏ nào đó nó gạt gẫm thì sao? Coi, bà mới nói là nó đã lớn khôn rồi, bây giờ lại nói là sợ nó bị gạt. Bà thiệt mâu thuẫn quá. Nó chỉ lớn xác thôi, còn kinh nghiệm sống thì làm sao nó bằng mình chứ được. Bà nói lạc đề rồi, thấy không? Đang nói chuyện thủ thừa, bà đẩy qua thủ dầu một. Kinh nghiệm sống với vấn đề hôn nhân nó có ăn nhập gì nhau đâu. Sao không ăn nhập? Thằng Quân đó mà nó đâu rồi? Quân à, Quân! Khỏi kêu, nó đi gặp người yêu của nó rồi, kêu réo làm gì? Thiệt tức chết đi thôi. Đồ con bất hiếu mà. Nó giống ông hồi đó đó. Thì con giống cha nhà có phúc chứ sao. Ở đó mà giống cha, nó có phải là con của ông đâu mà giống. Không phải là con của tôi ha. Không lẽ đó là con của thằng cha hàng xóm? Chà, cái vụ này phải đi thử máu mới được à. Hả? Ông nói gì? Ông đi thử máu hả? Cái bà này chơi mà bà làm như là thiệt vậy à. Thôi, tôi đi xuống xí nghiệp. À nè, bà coi lại sổ sách nha. Tôi thấy tình hình mấy tháng nay tiền bị thất thoát. Nếu cần sa thải con kế toán trưởng đi. Ông à, còn cái vụ thằng Quân nó... Tôi không có ý kiến. Tôi tôn trọng quyền quyết định của con. Còn bà làm sao thì tùy, nhưng cũng đừng nên ép con quá đáng nha. Tôi đi ạ. Cũng may là ổng không để ý. Tại sao hôm nay mình lại lỡ miệng lỡ mồm như vậy cả?
Dạ, chào bác. À, cháu. Dạ. May quá, bác định đi tìm cháu nè. Sao, việc bác nhờ cháu đã làm xong chưa? Dạ, con đã biết một phần quan trọng. Tuy là con chưa gặp cô ta, nhưng mà con biết rõ ràng cô gái kia là một cô ca sĩ. Đó là loại ca sĩ tầm thường mà ở trong quán bia ôm ở đầu đường góc phố á bác. Sao con biết chắc như vậy? Dạ, tại vì ba của con vốn là nhân tình của nó, đã đụng với anh Quân mấy lần. Trời ơi, hai người sắp ấu đả nhau vì gái á. Vậy à? Dạ. Trời, một sự thật gớm ghê, con tôi nó đã rồi. Kìa bác ơi, bác à bác. Dạ, xin bác đừng có xúc động nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe không nên. Theo con nghĩ có lẽ anh Quân chỉ vui chơi với nó qua đường như những người khác mà thôi. Ừ, bác cũng tin như vậy. Chứ có lẽ nào, có lẽ nào thằng Quân nó lại tệ như vậy sao? Cũng có thể như vậy lắm, vì cha mẹ nó chỉ là cái hạng cùng đinh mà. Bác nói cha mẹ của nó nào vậy bác? Quên. Thì cha mẹ của con ca sĩ đó đó. Ngọc à. Dạ. Con biết nó tên gì? Nhà nó ở đâu không? Dạ, chỉ biết nó thường hát ở nhà hàng Lily á. Nó không có cho ai đưa về nhà, cho nên con không biết nhà nó ở đâu hết á. Nó gì? Dạ, nghe ba con nói hình như là Lệ, Lệ Sương hay là Lệ Linh gì á. À, Ngọc à. Dạ. Bác biết con rất có cảm tình với thằng Quân, vậy con ráng giúp bác điều tra coi nhà con nhỏ đó nó ở đâu, nhớ nghe con. Dạ, con sẽ giúp. Dạ, con chào bác. Dạ, con đi nha bác. Cháu về. Má đi vắng rồi hả em? Ê, vừa kêu ai bằng má đó bạn? Thì má em cũng như má anh vậy thôi. Má đây. Má. Dạ, chào bác. Ngồi chơi. Thưa bác, cháu được Trinh nói cho nghe rất nhiều về bác, cháu hết sức ngưỡng mộ. Hôm nay mới có dịp gặp bác à. Trinh à, cậu này là bạn trai của con phải không? Dạ. Anh hiền lắm má ơi, bị con ăn hiếp hoài à. Có lẽ cháu thật lòng thương con của bác chứ? Dạ, cháu rất thật lòng, xin bác tin cháu. Hỏi cháu là chỉ để yên lòng thôi, chứ chuyện hôn nhân của con Trinh thì nó quyết định cuộc đời của nó. À, ba má cháu có biết chuyện này chưa vậy? Dạ, Trinh chưa cho phép nên. Má à, con chưa muốn có chồng mà. Chưa muốn có chồng. Vậy sao hôm nay con đưa cậu đến đây để gặp má làm gì? Để má nói gì mai á, là con không có chịu ưng con trai của dĩ đâu. Hả? Em có người đi hỏi hả? Dì ấy là bạn thân của má. Bác à, bác đừng có nhận bác. Ngày mai con sẽ nói với ba má cháu đến đây để gặp bác liền. Nè, gặp chi vậy? Thì để hỏi em làm vợ chứ làm chi. Bậy bạ không à, ai thèm làm vợ anh. Thôi được rồi, má đâu có ép đâu mà hai đứa quýnh lên như vậy. Nè, thôi hai đứa ngồi đi chơi nha. Bác thấy hơi mệt, bác vào trong nghỉ một chút. Dạ, cảm ơn bác. Trình à, anh thấy cái vụ này phải gấp mới được à. Vụ này là vụ gì? Thì cái vụ đám cưới đó. Cưới ai? Còn ai nữa thì anh cưới em. Thôi à nghe, nói tới vụ này nữa ha, nói nữa là em giận đó.
em đã nói á, là em còn phải lo chữ hiếu cho tròn rồi mới tính chuyện hôn nhân. Má, chỉ có một mình em, nếu mà em đi lấy chồng thì lấy ai quá nồng ấm lạnh hơn nữa, má không được khỏe mạnh. Không lẽ em đợi má chết mới lấy anh? Trời ơi, anh đang nói tầm tàm à. Anh nè, nói như vậy má nghe được má buồn á, biết chưa? Vậy thôi, anh xin lỗi đó. Trinh à, theo anh thì anh tính như vậy: ngày mai hai đứa mình về biển. Biển hả? Biển là ở đâu? Vũng Tàu hay Phan Thiết? Em à, biển là bên nhà của anh, cho ba má biết mặt con dâu. Lại đề cập tới vụ đó nữa ha, không có đi đâu hết á. Như vậy là không có công bằng. Anh đã đến đây gặp má em, còn em thì... Là tại vì má em tính làm sữa dì Mai cho rồi. Anh cũng vậy, hôm qua cũng đòi dẫn anh đi cưới vợ đó. Tự nhiên, xin chúc mừng. Ê, quê ngang, quê ngang, quê là khó quê á. Chà chà chà, hâm dọa hả? Bổn cô nương không có ngán đâu nghe. Trinh, Trinh à, anh nói thiệt mà. Em qua gặp má đi, để má khỏi buộc anh đi coi mắt coi mũi cái bà chàng nào đó. Anh năn nỉ em mà Trinh. Được, nhưng mà không phải là ngày mai. Vậy chừng nào? Hãy đợi đấy. Bây giờ thì mời. Ờ, anh về để bác nghỉ. Nhưng cái vụ đó càng sớm càng tốt nghe em. Trời ơi, đã nói rồi, hãy đợi đấy. Má à, con muốn thưa với má. Ngồi đó, tôi cũng đang có chuyện muốn thưa với cậu đây. Để cho con nói trước nghe má. Được rồi, nói đi. Hôm trước đó, con có nói với má là con có cô bạn gái, con muốn ngày mai con đưa cô ấy tới gặp má. Khỏi khỏi khỏi. Sao vậy má? Tao cũng đang muốn nói với mày vì con ca sĩ ở quán Lily mà mày nói là bạn gái của mày. Dạ đúng rồi, cô ấy rất dễ thương. Bởi dễ thương nên có cả khối nhân tình. Má à, má đừng có nghe lời người ta đồn bậy. Bạn của con đừng đắng đàng hoàng. Thứ gái bia ôn mà làm như lá ngọc cành vàng, đàng hoàng mà có nhân tình tuổi đáng chú đáng cha. Trời ơi má ơi, má đừng có nói như vậy. Đâu phải là hạng gái tầm thường, hai đứa con cùng học chung một trường, gia cảnh nghèo phải tìm kế sinh nhai. Quân ơi, mày đã bị con nhỏ kia cho ăn cháo lú mà. Nó đã dí mày lọt vô trận mê hồn. Bây giờ nó có nói gì mày cũng nghe theo. Mặc sức nó ra tay bóp méo vo tròn. Nè, mày giảo lỗ tai mà nghe cho tường tận. Có phải mày với tía con Ngọc ấu đả mấy lần? Cũng chỉ con ca sĩ thông ca, chuyên sống bằng nghề đưa đầy lặng lơ. Thôi con biết rồi, tất cả là do thằng cha mất nết đó. Con phải gặp thằng cha mới được. Quên, quên. À, chào, chào chị. À, xin lỗi, chị có phải là ca sĩ Lệ Trinh không? Dạ phải. À, chị là... Tôi là vợ sắp cưới của anh Quân. Vợ sắp cưới? Chắc là chị ngạc nhiên lắm phải không? Cũng đúng thôi, vì chưa bao giờ chị nghe anh ấy nói với chị chuyện này chứ gì. Thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Có người đàn ông nào mà nói đến vợ mình với một người con gái khác? Anh Quân cũng vậy. Chị... Chị gặp tôi với một... Chị yên tâm, tôi là người có học. Tôi không làm những điều có thể gây tổn hại đến danh dự của chúng ta. Chúng ta đều là bạn gái với nhau thì phải biết cảm thông.
Hơn nữa chúng tôi chưa phải là vợ chồng. Tôi đâu có quyền giành giật với ai để chiếm đoạt một chàng trai. Tôi với chị cùng nhau chung số phận. Họ xem mình giống như một sân ga, họ đến rồi lại đi. Chỉ khác nhau là tôi được mẹ cha chấp thuận, nhưng cũng như không vì anh ấy cứ bỏ đi. Buổi ban đầu sáng đón chiều đưa, còn bây giờ như kẻ lạ người xa. Biết cùng ai tâm sự chia buổi xe ngọt. Tôi biết là chị đang yêu, đang dệt nhiều mơ mộng cuộc đời đang tươi đẹp. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng cho chị. Chào chị. Chị à, chị tên gì, ở đâu? Chị Trinh à, cùng là bạn gái với nhau. Tôi xin chị đừng tiết lộ với ai buổi gặp gỡ hôm nay của chúng ta. Bởi vì những kẻ bàng quan, họ chỉ cười sự khờ dại của chúng ta thôi. Còn nói với anh ấy, dĩ nhiên là anh ta sẽ phủ nhận ngay. Vô ích thôi. Chị tên gì? Biết để làm gì, cứ xem tôi như là một cô con gái vô duyên. Còn chị, biết đâu chị lại có duyên phận với anh ấy thì sao? Tôi chấp nhận là người thua cuộc. Chào chị. Trời ơi, có phải sự thật như vậy hay không? Anh Quân, sao anh lừa gạt em? Sao anh nỡ đơn tâm dâm nát lên ân tình? Em đã xây bao ngày từng đêm ước mơ xa, giấc mơ chỉ riêng đôi mình thành chim trời vui. Dẫu trái tim em thương
tràn trong tim em. Dù mai này anh gian dối như nắng hoàng hôn nhuộm thêm non đoài, cho dẫu mai này anh phụ em tình như cơn gió thoáng qua rèm, tim em vẫn giữ mùi hương cũ, vẫn giữ trong lòng bao tiếng thủy chung. Cháu à? Dạ. Có đúng là nhà này không cháu? Dạ đúng rồi đó. Bác cứ vào đi. Ấy, cô nào tên Trinh là đúng á. Trinh à? Dạ. Trời ơi, sao vậy bác? Như vậy là trời giúp tôi rồi. Dạ đúng rồi. Bác vô đi, con đậu xe ngoài này con đợi bác. Bác la một cái con giọt vô liền. Cảm ơn cháu. Thôi bây giờ thì cháu về đi, có lẽ chiều bác mới về. Dạ thôi thôi, con không về đâu. Con đứng sẵn ở bên ngoài để con yểm trợ cho bác á. Thôi khỏi, sẵn đây bác cũng nói để cháu rõ, có lẽ cuối tháng này bác sẽ làm đám cưới cho thằng Quân đó. Trời ơi bác, bác ơi gấp quá à, con chuẩn bị không kịp á. Có sao đâu, nếu rảnh thì cháu tới, còn bận thì thôi. Bác nói vậy là sao, con không hiểu, giờ giọng con run luôn rồi đó. Cháu à? Dạ. Con dâu của bác á, dạ, chính là cô gái ở trong nhà này. Trời, là Trinh, là con nhỏ ca sĩ, là bất cứ nó làm nghề gì, thằng Quân chịu là bác cưới hả? Thì ra là như vậy. Cháu à, cháu đừng trách bác. Đổi lại, nếu con yêu người nào mà ba con ngăn cấm, con có buồn không? Dạ buồn chứ bác. Bác đừng có nói nữa, con đã hiểu rồi. Chào bác, con về. Tội nghiệp, nhưng biết làm sao. Ủa hả, tới nhà sao không vô? Hình như là vừa rồi chị nói chuyện với ai vậy? À, con cháu con có một người bạn, nhờ nó đưa tôi đến. Có con Trinh ở nhà không vậy chị? Thì ở trong nhà chứ đâu. Thôi đi vô nhà chị. Chị Phương, bộ con Trinh nó đi ca nhạc ở mấy quán bia ôm hả chị? Đâu không có nè. Nó ca nhạc ở mấy nhà hàng. Tội nghiệp, nó có hiếu lắm. Thấy tôi dạo này bệnh tim cứ tăng thêm, nó không cho tôi làm ở bệnh viện nữa. Nó đi hát hàng đêm để lấy tiền lo cho tôi đó. Còn tiền của tôi đưa cho chị, bộ chị xài không đủ sao? Mấy năm nay tiền của chị đưa cho tôi đều gửi vô ngân hàng để làm của hồi môn cho nó. Trời ơi, chị Phương, tôi thật không ngờ. Chị thấy đó, tôi không có khả năng để lo tương lai cho nó. Nè, chị có thấy nó thường hay có bồ bịch gì không? Nó đẹp như vậy, tránh sao được kẻ dòm người ngó chứ. Nó có kể cho tôi nghe, có mấy thằng cha già dê nào đó, đêm nào cũng chạy xe hơi kè kè theo ông đòi đưa nó về. Có bữa đụng độ với thằng bạn trai của nó, ông ta đành tiêu nghỉu mà bỏ đi về. À, nhắc tới tôi mới nhớ, con Trinh đó, nó có dắt về giới thiệu với tôi thằng bạn trai của nó. Trời ơi, cái thằng này được lắm nghe chị. Tôi thấy là tôi mến liền hà. Nhưng mà cái hôm đó tôi cũng làm bộ tỏ thái độ lạnh nhạt với nó, vậy vẫn không có tự ái. Nè, tôi coi bộ tụi nó thương nhau thiệt tình lắm rồi đó nghe chị. Chà, chắc là kế hoạch của chị họ hỏng xong quá à. Không, chắc chắn thành công. Hả? Chị tin như vậy sao? Dĩ nhiên. Thật ra có lẽ tụi nó có duyên nợ với nhau đó chị, cho nên mới khiến xui như vậy đó. Chị nói cái gì tôi họ không hiểu gì hết vậy. Thôi bây giờ chị vô nhà đi, chuẩn bị tinh thần. Mai tôi dắt thằng con tôi tới là chị hiểu liền à. Ủa rồi bộ chị không có vô nhà sao? Thôi tôi phải về ngay bây giờ. Thôi tôi về nghe chị. Trời ơi, cái chị này bữa nay nói cái chuyện gì mà úp úp mở mở khó hiểu vậy cả. Thôi thì đành đợi ngày mai vậy.
Anh Hiếu đâu đây? Anh Hiếu, anh Hiếu đâu? Anh Hiếu. Chuyện gì mà lo om sòm vậy anh Đại? Nhà tôi đi vắng rồi. Ủa? À dạ. Nó lỗ mũi của anh sao vậy? Hỏi thằng quý tử của chị kìa. Ui trời ơi, nó gặp tôi, nó không nói không rằng, nhào vô nó đã nói thôi, đánh tôi tùm lum đa tôi tà la bể mũi u đầu rách da. Chị nghĩ sao cái chuyện này? Không nghe tin cho rõ ràng, cái thằng ôn hoàng tôi chẳng có để yên, tôi sẽ đi làm cái dây. Ôi da nó đau, cái lưng nó rìm, cái cổ bây giờ nó ngay đơ, cái tay không công, cái chân nó sưng, cái nách ôi bà quá đau, cái lỗ mũi cái máu còn rỉ ra. Nghe anh kể tôi càng xót xa, xin anh nể ba sách nhỏ bỏ qua dùm cho, phần tôi lo đầy la, đây chẳng qua yêu lầm. Anh hãy thương chút tình của tía thằng quân. Bác đừng có nói thêm cho con. Con đâu có hành hung bác đâu, con chỉ nói cho bác nghe thôi. Tại bác nóng nảy nhạo đại, buộc lòng con phải xô ra, bác dắp té sặc máu chứ đâu phải con đánh. Mày chối hời, mày chối hay lắm mà. Tao nói chuyện với mày mày. Thôi. Nhưng tại sao con lại gây chuyện với bác Đại chứ? Tại ông nói xấu người ta. Tao nói xấu gì đâu, tao có nói xấu ai hả? Nói mày đó. Bác là ngoan cố nữa, bác đi theo dê người ta, dê không được rồi bác nói người ta là nhân tình của bác. Tao nói hồi nào mày đừng có đặt điều vu oan giá quả cho người ngay nghe mày. Ôi trời ơi trời, nó lớn cái đâu. Đúng là anh Đại không có nói gì với má cả. Đó, mày nghe chưa? Chỉ có con Ngọc nó nói với má thôi. Thì tại vì con nhỏ đó thời lai nó nói bậy. Mày giỏi gì đi trị nó đi. Trời ơi. Được, con đi đây. Quân, thôi con. Má hiểu hết mọi chuyện rồi, con đừng lo, má sẽ chiều theo ý của con mà. Má à, có nghĩa là con thương ai thì má sẽ cưới người đó cho con. Má, con cảm ơn má. Còn con, sao lỗ mãng vậy? Bác Đại là bạn của ba con, tại sao không rõ đầu đuôi lại hành hung nông nổi như vậy chứ? Chuyện này ba con mà hay được, ông sẽ giận đến ngừng nào. Con nông nổi, con đã lỡ hành hung bác. Con xin lỗi bác, xin bác vui lòng tha lỗi cho con nghe bác. Ngộ quá, đánh người ta sặc máu mũi rồi bây giờ xin lỗi nghe nhẹ re. Ủa? Cười quá. Con nhớ là con chỉ xô bác thôi, đâu có đánh vô mặt. Mà sao bác lại bị sưng cái lỗ mũi vậy? Vậy là tao đổ oan cho mày hả mày? Đâu, bác đi vết thương của bác nặng hay nhẹ để con lo chữa trị ha. Khỏi, cảm ơn. Coi như bữa nay tao bị sao quả tạ nó chiếu mạng, xui xẻo. Chào. Đừng buồn nghe anh Đại. Má à, hồi nãy má nói thiệt hả má? Ngày mai con dắt má qua giáp mặt với chị Xui. Con cảm ơn má. Nè, chạy đâu vậy? Con qua cho Trinh hay tin mừng má à. Cái thằng thiệt. Giái trời cho mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Trinh à, con vô sửa soạn lại một chút coi. Bữa nay dì Mai dắt con trai của dĩ qua coi mắt con đó. Con đã nói là con không có chịu mà, sao má cứ ép con? Má có ép con ở đâu, thì con cứ cho người ta coi mắt đi, có chết chóc gì đâu. Nếu con không bằng lòng thì thôi. Bữa nay anh cũng dắt má ảnh qua nữa nè. Nếu mà hai bên đụng nhau như vậy thì phiền lắm. Thì tốt chứ sao. Mà vậy má cũng dễ nói chuyện với dì Mai con hơn. Thôi vào trang điểm đi con. Kìa kìa, dì Mai con tới rồi kìa. Vô đi con. Vô. Ủa? Đi mà. Chị biểu con Trinh đi đâu vậy? Thì tôi biểu nó vô trang điểm lại một chút. Trời ơi, con bé này bữa nay sao mà nó cứng đầu quá à? Ôi được rồi mà, chỗ thân tình mà, để tự nhiên như vậy thôi. Mà như vậy tôi còn hơn đó. Dì Mai à, con đã nói với dì á là con không thể làm dâu gì được, bởi vì con đã có người yêu rồi. Kìa, người yêu con tới rồi kìa. Anh Quân, anh tới thật là đúng lúc á. Thưa dì Mai, đây là người yêu của con. Anh Quân à, đây là dì Mai, còn đây... Dạ, con xin chào hai má. Cái gì? Cái hai má? Đây là má của em, còn đây là... Là má của anh. Ủa,
Vậy là sao? Có chê con trai của dì không đó? Anh Quân, nghỉ chơi anh luôn. Trinh, Trinh à, Trinh. Sao còn đứng đó? Dạ, Trinh à, chờ anh với Trinh. Thiệt là chuyện vậy mà chị cũng giấu luôn cả tôi nữa. Thật ra tôi cũng vừa biết được hôm qua thôi. À, chị Phương à, theo tôi thì chị đừng có cho con Trinh nó đi làm ca sĩ nữa. Tôi nghe thiên hạ xầm xì nhiều điều không có tốt đâu. Bây giờ nó là con dâu của chị rồi, chị có quyền ngăn cấm nó. Nhưng mà phần tôi thì trái lại, tôi rất ủng hộ nó tiếp tục cái nghề này. Tại chị không nghe thiên hạ họ nói sướng ca vô loại chứ gì. Không phải, nhưng mà cuộc sống của cái giới này nó phức tạp lắm, tôi sợ. Ôi, giới nào cũng có cái phức tạp của nó. Trái lại, tôi rất quý cái nghề này. Cứ ai có điều kiện vật chất đầy đủ đều có thể học lấy bằng rồi làm kỹ sư, bác sĩ. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành ca sĩ và được nhiều người ái mộ, dù cho họ có dư giả điều kiện vật chất. Nhưng tôi vẫn cứ lo lo. Chị hai, bữa nay khỏe rồi sao ha? Ủa, má ruột Trinh đây hả? Người không ưa sao cứ gặp hoài. Trời ơi, cậu Út ơi, đừng có nói bậy nữa mà. Thôi, để tôi về, bên nhà cũng đang bận. Khoan về đã, nhà này nhà của chị hai tôi chứ đâu phải nhà của tôi. Bà chị là khách của chị hai tôi, cứ ở chơi. Còn tôi để tôi đi tìm con cháu ngang hông của tôi. Tuy ngang hông nhưng mà tôi thương nó lắm à, chứ không phải như ai kia à nha. Trời ơi, cậu Trung ơi, tôi lại cậu mà cậu Trung. Gì mà lại, tôi nói sự thật thôi, có thêm bớt gì đâu. Chị sợ hả? Chị sợ cái gì? Con Trinh nó đã hết 90% rồi, thì tại sao còn chút xíu nữa chị không cho nó biết luôn đi cho rồi. Nhưng mà chuyện của chị để cho chị tính, chị không muốn em nhúng tay vào. Cậu Út à, tôi biết là tôi có lỗi với con tôi và chị của cậu lắm. Bây giờ tôi đang cố gắng chuộc lại lỗi làm xưa đó cậu. Vậy phải á, đây là chuyện của bà chị tôi với cô, tôi không có quyền nhúng tay vô. Nhưng tôi thương đứa cháu ngàn hồng của tôi như là ruột thịt vậy đó, nên tôi không muốn nó bị các người tiếp tục gạt gẫm đó. Cậu Út, cậu nói cái gì? Ai gạt gẫm cháu? Thì đó, bà má nuôi với bà má ruột của bay gạt bay chứ ai. Má, dì Mai đây là? Chính là má ruột của con đó. Hả? Má ruột của con. Má là má ruột của Trinh, có nghĩa là chúng con cùng chung huyết thống hay sao? Không, hai đứa có quyền lấy nhau, vì con không phải là con của má. Không phải là con của má? Trời ơi, có phải chăng tôi đang lạc vào một giấc mơ vô cùng khủng khiếp? Từ bấy lâu nay tôi cứ ngỡ mình là một kẻ đang hưởng đủ đầy hạnh phúc, bên cạnh mẹ cha với niềm yêu thương tràn đầy như sông biển. Có ngờ đâu tôi chỉ là một loài chùm khơi, sông bám ăn theo bông cây cổ thụ để hãnh diện dương dài khoe sắc với muôn loài. Má ơi, xin nhận nơi đây một lại của con khờ. 20 mấy năm con đã không biết thân dự phận, đã làm những điều phải buồn lo. Ôi
trò đời sao lại trơ trêu. Trước sự thật éo le không biết khóc hay cười. Tôi như một giai hề mà mình không biết không hay. Nhớ lại chuyện ngày qua tôi càng thêm xấu hổ. Con đừng mặc cảm như vậy. Má không bao giờ phân biệt ai là con nuôi hay là con ruột. Hai đứa đều là con của má mà. Tình thương của má san sẻ thật đồng đều. Con biết cha mẹ thương con với tất cả tấm lòng của những bậc làm cha làm mẹ. Đã săn sóc nâng niu từ gót chân ngọn tóc. Đã thao thức canh thâu khi con nằm liệt trên giường. Dù không phải là quyết nhục thâm tình, nhưng nghĩa nặng ân sâu của mẹ cha sánh như trời biển. Cuộc đời con xin ghi tạc dạ trong tâm. Cha mẹ ruột của con bây giờ đang ở nơi đâu? Họ vẫn còn sống và đã tan đàn ra nghe. Hay con chỉ là một đứa trẻ hoang nằm nơi đầu đường xó chợ, được cha mẹ thương tình bao bọc dưỡng nuôi. Má, ba má ruột của con bây giờ ra sao? Ở đâu? Tại sao sanh con ra rồi bỏ con? Không một lần thăm hỏi gì hả má? Mẹ của con má chưa từng gặp mặt, chỉ biết rằng bà ấy đã qua đời trong bệnh viện, để lại con cho chị Phương nuôi dưỡng mà thôi. Ba của cháu đã qua đời khi cháu còn nằm trong. Còn mẹ của cháu phải vất vả vô cùng mới sống đến ngày nở nhụy khai hoa. Thân gái giữa chợ đời tứ cố vô thân, chân yếu tay mềm không chịu nổi gian lao, nên mới lâm vào trong bình. Khi cháu mới cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc mẹ cháu sức tàn lực kia. Sau khi khẩn cầu bác ra tay nuôi dưỡng, bà mới chịu buông xuôi trút hơi thở sau cùng. Trời ơi, má, má ơi, má, má đây nè con. Bao giờ má cũng là má của con mà. Má, má, con sẽ không phải cô đơn. Bên con bao giờ cũng có má. Đừng quá đau buồn. Mỗi người đều có số phận cả con à. Má, con cảm ơn má. Có câu sanh dưỡng đạo đồng hơn 20 năm trời, má hết lòng săn sóc lo lắng cho con với tình ruột thịt. Con xin má nhận nơi đây một lại tỏ lòng thành kính của con. Bậy nè Quân, đứng lên đi con. Hãy quên chuyện cũ đi, hãy sống như từ trước tới giờ má con mình đã sống là được rồi. Cảm ơn trời Phật. Trời ơi, nãy giờ không dám thở mạnh nữa. Tại cái miệng thầy lai của tôi mà hư bột hư đường ráo trọi nè. Cậu Út, cảm ơn cậu Út nhiều lắm. Trời đất, đừng nói móc mà bà chị. Tôi nói thật đó cậu. Những điều khó nói này chỉ có người bàng quan như cậu mới dám nói ra sự thật. Chứ tôi với chị Phương có miệng mà nói chẳng nên lời. Kìa Trinh, con đi đâu vậy?
đến chào má đi con. Trinh, con của má. Bà ta. Tôi không phải là con của bà. Má tôi chính là người này nè. Một người dám hy sinh cả cuộc đời con gái, hy sinh một mối tình thơ mộng để lo cho tôi. Còn bà, bà đã ném tôi vào sọ rác từ 20 năm trước rồi. Bà không có quyền làm mẹ. Trinh, con ơi, con đừng buông ra những lời đắng cay làm nát lòng người mẹ đã chịu nhiều đau khổ. Kẻ đang để cho con nặng lời nguyền rủa chính là ba đấy. Ba đã tạo ra cảnh thương hải tàn điền. Chính ba đã làm cho má con có những hành động sai, bởi cái quan niệm nữ khinh nam trọng, vì muốn có kẻ nối dòng mà gây ra cảnh thương đau. Trinh con ơi, chuyện đã qua rồi, thôi hãy để nó trôi xuôi. Gia đình ta đã có ngày đoàn tụ, hãy đến đây với má con cho ấm tình mẫu tử mà từ lâu má con đã khao khát đợi chờ. Phải đó Trinh, nghe lời má đi con. Trinh, em đến với má đi em. Má, Trinh, con của má. Má ơi, ôi tiếng gọi thiết tha mà má đã chờ đợi trên 20 năm dài đằng đằng. Chỉ muốn phục vụ quân trí mà má đã vô tình tạo ra những tình huống trái ngang. Chị Phương, chị Phương ơi, nhờ chị mà mẹ con tôi được đoàn tụ hôm nay. Từ đây chúng ta sẽ kết tình chị em ruột thịt, mình chung nhau quay quần một nhà hạnh phúc. Tụi nó cưới nhau mình có cháu anh bùng. Cảm ơn tấm lòng của chị. Tôi vốn ở ruộng đồng nên muốn được về với đồng ruộng mà. Nếu má về quê, con sẽ về với má. Má con mình một bước chẳng rời nhau. Con nói vậy sao được? Con phải về với ba má của con chứ. Phải đó, tu hú về nhập bầy với tu hú. Còn quả đen thì sống với quả đen chứ. Trinh, con má sao con? Con Trinh nó tính như vậy đó là hợp ý tôi. Nó sống với chị Phương quen rồi, bây giờ bỗng dưng bỏ đi làm sao cho đành. Mai mốt đây khi nó làm vợ thằng Quân rồi thì châu về hộp phố thôi. À, thôi được, vậy ba má về nghe Trinh, tụi tôi về nghe chị Phương. Chừng đám cưới tụi nó, chị là sư gái đó nghe. Thôi mình về đi ông. Tôi về nghe chị Phương. Dạ. Trinh, anh về. Thưa má con về. Thưa cậu con về. Cái thằng